Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đến các bác mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinez, một dòng xe đạp khung nhôm và đến từ thương hiệu cũng cực kỳ nổi tiếng của Pháp và cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thì hôm nay em về một chiếc xe mang kích thước vành bánh 26 inch các bác nhé, khung nhôm, dây toàn bộ là chạy âm sườn, tông màu thì là tông màu đỏ đen các bác nhé, sơn si còn rất là mượt, các bác nhìn có thể nhìn trên hình đánh giá rất là bóng mượt các bác nhé. Thương hiệu Chopit, một cái thương hiệu của Pháp và cũng cực kỳ là có tiếng ở trên thị trường xe đạp thể thao thế giới. Thì toàn bộ chiếc xe này là em nhập khẩu nguyên zin nguyên bản hết 100% luôn các bác nhé. Đấy, bộ chuyển động của xe thì được trang bị là Shimano DOG. Đây các bác nhé, đặt đĩa rồi đến đùi sau này. Đấy, full một bộ DOG cả tay bấm xả trên này nữa. Bộ này là 10 tầng lip và 3 tầng đĩa đạp cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Đùi đạp của xe là đùi trục rỗng các bác nhé. Đùi này cũng là nguyên zin nguyên bản theo xe luôn. Cái model Martinez thì cũng được rất nhiều các bác khách hàng bên em cực kỳ là ưa chuộng. Mang cái thiết kế rất là hầm hố, rất là đẹp, các bác có thể nhìn khung này. Nó vuốt một đường từ đuôi khung và nó vuốt lên đây và nó uốn cong ở cái phần đầu này. Như gọi là một con mãnh thú nó đang vù ở phía trước, rất là đẹp. Chiếc này là phiên bản bánh 26 các bác nhé, thì em đang bán là 8,5 triệu. Đấy, còn một cái phiên bản bánh 27,5 nữa thì bên em đang bán là 9,6 triệu, 9,8 triệu gì ấy. Các bác thích 26 hay 27 thì cứ nhắn Zalo 0975 709 943 thì em sẽ gửi chi tiết cho các bác xem. Đấy. Phanh của xe thì vẫn là phanh dầu Magura các bác nhé, một loại phanh của Ý. Chiếc phanh cái phanh này rất là ăn, cực kỳ là tốt trên thị trường. Cặp này nếu mà mua mới nó cũng phải hơn 1 triệu cặp phanh này rồi, rất là tốt. 1 đến 2 triệu thì em cũng không nhớ lắm, đấy là giá mới. Tay bấm xả DOG và những cái chi tiết như vi đông của Ford rồi kể cả là cái những cái lúm ở trên này cũng là nguyên zin hết không các bác nhé. Joystick và nó có một cái khóa trình giảm sóc ở trên tay lái luôn cho các bác đây. Đấy, rất là tiện lợi. 8,5 triệu các bác nhé, xe đang bán 8,5 triệu. Một con xe rất là ngon bổ rẻ, cấu hình cao. Đấy, thiết kế rất là đẹp. Và ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây. Và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe đo từ tâm cực đạp đến khóa yên là 43 cm. Từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì size xe là 17 inch các bác nhé, tương đương với là size F. Thì nó sẽ còn các bác đi được khoảng 60 đến 70 mm được phù hợp. Đây, chuyển động rất mượt các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình đây. Bộ chuyển động Shimano DOG 10 tầng lít 3 tầng đĩa cho xe có 30 tầng khác nhau. Bộ DOG này cũng là một trong những cái bộ cũng gần như là quốc dân rồi. Các bác chơi xe thì không thể không biết bộ này. Bộ rất là ngon. Cũng được rất nhiều các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam này rất là yêu thích. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8,5 triệu bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.